Lê Ngọc Phương Trinh hay còn được biết đến với nghệ danh Angela Phương Trinh, hoặc đơn giản hơn là Phương Trinh, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1995. Cô được biết đến với vai trò là một ca sĩ tự do, người dẫn chương trình, người mẫu ảnh động vật và diễn viên điện ảnh với vai diễn Người Mẹ Nhí. Đây là vai diễn đem nhiều thành công cho cô. Ngoài ra, cô còn tham gia các bộ phim khác như Kính Vạn Hoa, Mùi Ngò Gai, Bàn Phím Anh Hùng. Từ bé, Trinh đã rất mê đóng phim. Cô bé đã đóng hơn 30 vai diễn, đầy đủ mọi tính cách. Trinh quả là một diễn viên nhí tài năng. Từ một cô bé tinh nghịch trong Kính Vạn Hoa, Trinh hóa thân thành cô gái dịu hiền, ngoan hiền như vai Vi trong Mùi Ngò Gai, Người Mẹ, nhí nhảnh hồn nhiên trong Người Mẹ Nhí. Khi lớn, Phương Trinh đóng những vai girl teen rất là tài năng và thuộc nữ. Bây giờ, Trinh làm ca sĩ, giọng Trinh cao và trong vắt khiến bao nhiêu người hâm mộ. Trinh đang cố gắng hoàn thiện con đường âm nhạc của mình. Trinh còn một em gái rất dễ thương tên là Phương Trang. Phương Trinh đã có gia tài đồ sộ hơn 30 vai diễn đủ tính cách, từ vai cô bé bỏng nghịch ngợm trong Kính Vạn Hoa, vai Vi lúc bé trong Mùi Ngò Gai, bà mẹ 500 tuổi nhưng có hình dạng một cô nhóc trong Người Mẹ Nhí, đến cô học sinh lém lĩnh trong Thứ Ba Học Trò, đóng vai Kim Quỳnh trong bộ phim Tiểu Thư Đi Học. Phương Trinh là một trong rất ít những diễn viên được yêu thích nhất hiện nay, bởi Phương Trinh vừa xinh xắn lại rất tài năng và nghiêm túc làm việc. Mới đây, Phương Trinh đã tham gia bộ phim Taxi Em Tên Gì của đạo diễn Đức Thịnh, Đinh Tuấn Vũ và đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi công chiếu. Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của cô gái lái taxi xinh đẹp Bình Chi đã mang đến nhiều cảm xúc làm cho khán giả thỏa mãn. Bên cạnh nội dung phim hấp dẫn, những cảnh quay đẹp thì diễn xuất của Trường Giang và Angela Phương Trinh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Trường Giang hài hước một cách nhẹ nhàng và Angela Phương Trinh lột tả nội tâm phức tạp của nhân vật đầy kỹ thuật đã khiến khán giả thực sự sống trong câu chuyện của họ. Angela Phương Trinh vốn bị coi là bình hoa di động trong các bộ phim, nhưng với vai Bình Chi, cô nàng đã chứng minh điều ngược lại. Angela Phương Trinh đã thể hiện rất tinh tế nội tâm phức tạp của Bình Chi, cô gái luôn tỏ ra bất cần, ngạo mạn, nhưng thực chất lại có một tâm hồn yếu đuối, chịu nhiều tổn thương. Phân cảnh Bình Chi cố gắng gạt đi nỗi đau quá khứ bị phản bội bởi nụ cười gượng gạo với giọt lệ rơm rớm ở khóe mắt, cô đã nhận được lời khen ngợi từ phía khán giả. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.